Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay ta gặp lại anh chàng Tôm của chúng ta các bạn nha, trong hành trình đi tìm những thanh là chọn đi tìm để nâng cấp ngôi nhà các bạn nha. Đi tìm những thỏi vàng để nâng cấp ngôi nhà. Nào các bạn hãy xem nào. Bắt đầu. Thôi ngã mất rồi, ngã mất rồi. Lại các bạn nha. Ăn nào, ăn thật là nhiều vàng các bạn nha. Ta phải ăn thật là nhiều những thỏi vàng các bạn ạ. Quá các bạn ạ.
Đâu
lưng cấp các bạn nhá. Lưng cấp cái này. Rồi, ta tiếp tục. Tiếp tục nâng cấp các bạn à. Nào, con gì đó nào. Đây này. Video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Trong hành trình tìm những thỏi vàng của anh chàng Tôm các bạn nhá. Chào các bạn.